Sáng ngày 6 tháng 5, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường tiếp tục với phần thẩm vấn. Trả lời thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường khai nhận, bị cáo được bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường, phân công nhiệm vụ trực tiếp tham gia đàm phán với các nhà cung cấp nước ngoài, mua hàng hóa mang về Việt Nam cho công ty Nhật Cường đem đi phân phối tiêu thụ. Bị cáo Ánh thừa nhận có liên quan đến việc buôn lậu xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong số các đơn hàng nhập về Việt Nam, nhiều đơn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Nhiều nhà cung cấp những đơn hàng này là của Trung Quốc. Do Ánh không biết tiếng Trung nên chủ yếu là Bùi Quang Huy giao dịch. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường, khai được giao nhiệm vụ lập các đơn hàng khi có hàng hóa mới nhập về để các tổng kho nhập hàng. Quá trình lập đơn hàng, Ngọc cũng biết có nhiều đơn hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Ngọc khai trước đó đã có nhiều lần công ty Nhật Cường bị xử phạt hành chính về hành vi nhập hàng hóa không có hóa đơn VAT. Trong vụ án này, 13 bị cáo bị xét xử về hành vi buôn lậu. Bị cáo buộc đã tiếp tay cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.000 sản phẩm, có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng. Thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ gần 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.